Công an thành phố Đồng Hới, Quảng Bình vừa có kết quả xác minh, xử lý đối với tài xế xe ô tô chở sắt cồng kềnh diễu hành trên phố, gây mất an toàn giao thông và bức xúc trong người tham gia giao thông. Trước đó, mạng xã hội Facebook vào ngày 26 tháng 12 năm 2022 lan truyền hình ảnh xe ô tô mang biển kiểm soát 73A15965 có hành vi chở theo 4 thanh kim loại, độ dài khoảng hơn 5 mét, đặt từ cửa kính trước phía bên phụ, xuyên qua ô tô đến phía sau cốp xe, khiến nhiều người bức xúc về hành vi thiếu ý thức của tài xế. Tiếp nhận phản ánh, Công an thành phố Đồng Hới đã nhanh chóng tiến hành vào cuộc xác minh làm rõ. Kết quả xác định, người điều khiển phương tiện nói trên là N.A.G. sinh năm 1990, trú tại số 19 Lê Văn Hưu, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Làm việc với cơ quan công an, N.A.G. đã thừa nhận vi phạm về hành vi chở hàng vượt quá kích thước bao ngoài của xe, được thực hiện lúc 8 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2022 trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới. Công an thành phố Đồng Hới đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt N.A.G. về hành vi chủ xe ô tô trực tiếp điều khiển phương tiện chở hàng vượt quá kích thước bao ngoài của xe với mức phạt tiền 3 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng đối với tài xế vi phạm.